là da microfiber đúng không ạ, mà chỉ có 8, 9 triệu, 10 triệu đấy ạ. Thì tôi nói luôn với các bạn, đấy là 100% là lừa đảo. Tôi khẳng định với các bạn, đấy là 100% là lừa đảo. À, anh ơi, ghế massage hơn 10 triệu và ghế massage hơn 20 triệu thì nó khác nhau như thế nào hả anh? Tại vì có bạn hỏi em ấy ạ. Ghế massage hơn 10 triệu và ghế massage hơn 20 triệu thì khác nhau như thế nào đúng không ạ? Bởi vì trước giờ mọi người có hỏi mình là ghế massage 10 triệu và 30-40 triệu khác nhau như nào, thì nó từ cái đấy nó có cái khoảng cách giá khá là lớn, thì mình sẽ chia sẻ cho bạn nó dễ đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn về một chiếc ghế massage hơn 10 triệu, một chiếc ghế massage hơn 30 triệu, à hơn 20 triệu nó khác nhau như thế nào. Mình đang có mặt ở tại showroom ghế massage Fujike ở tại Vĩnh Phúc, ở tại Phúc Yên. Bây giờ mọi người hãy đi theo mình nhá, theo mình sẽ chia sẻ cho bạn. Ở bên ngoài này thì nó là không gian những chiếc ghế cao cấp đắt tiền. Ở bên ngoài này không nói đúng không ạ, đây là những chiếc ghế cao cấp đắt tiền thì không nói. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này. Ở đây của tôi là một chiếc ghế massage có giá sau khi trừ khuyến mãi tất cả mọi thứ đi, cái giá trị tốt nhất các bạn có thể mua nó sẽ là chưa 20 triệu, chưa đến 20 triệu ạ, một chiếc ghế massage như này đúng không ạ. Đây thì cái đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là cái form ghế bên cạnh đấy sẽ là một chiếc ghế massage hơn 20 triệu này. Sau khi trừ tất cả khuyến mãi đi rồi thì nó chưa đến 30 triệu đâu bạn. Chưa đến 30 triệu đâu. Chưa đến 30 triệu, hơn 20 triệu, chưa đến 30 triệu. Đúng không ạ? Đây là một chiếc ghế với cái mức giá là chưa đến 20 triệu, một chiếc ghế này với mức giá là chưa đến 30 triệu cái chiếc ghế này. Thì cái việc đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là cái form nó nhỏ hơn đúng không ạ? Cái form ghế này nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn, nói gì thì nói, nó ít tiền hơn thì nó phải nhỏ hơn rồi. Thứ hai nữa thì những cái dòng ghế massage mà dưới 20 triệu thì hiện nay đa phần nó sẽ sử dụng cái động cơ của nó, động cơ massage 2D. Động cơ massage 2D chứ không phải là động cơ massage 3D, 4D hay là 5D. Đúng ạ, như quảng cáo trên thị trường, massage chỉ là 2D thôi. Và những chiếc ghế như này nó sẽ phù hợp với những người già, những người cao tuổi, những người mà không thể massage mạnh cho họ được, và nó chỉ cần một chiếc ghế massage hết sức nhẹ nhàng thôi, hết sức nhẹ nhàng. Thì đây là một chiếc ghế massage vô cùng phù hợp, một chiếc ghế massage FC999 đúng không ạ. Tuy rằng nó chưa đến 20 triệu, các bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt, đó là từ cái logo thêu này đúng không ạ, từ cái đường kim mũi chỉ này, từ cái chất liệu da này, nó đã rất là tốt ở trong tầm giá rồi, rất là tốt ở trong tầm giá. Nhưng nó không phải như là cái hãng gì đó họ quảng cáo chiếc ghế ở trên du thuyền ấy, họ cho lên, họ đưa lên cái du thuyền, họ quảng cáo là gì, là da microfiber đúng không ạ, mà chỉ có 8, 9 triệu, 10 triệu đấy ạ. Thì tôi nói luôn với các bạn, đấy là 100% là lừa đảo. Tôi khẳng định với các bạn, đấy là 100% là lừa đảo. Bởi vì làm sao, cái da microfiber để bọc một cái ghế massage như vậy thì nguyên tiền da không, nó gấp nhiều lần tiền cái ghế đấy, nó gấp nhiều lần tiền cái ghế đấy, chứ không thể đánh lận con đen như vậy. Và bạn hỏi người ta xem là cái da microfiber là da gì. Da microfiber là da thuộc cái dòng da gọi là dòng da rất là cao cấp, nó được dệt một cách vô cùng tỉ mỉ, có cấu trúc 3D giống với da thật đến 85-90%. Nó tạo cảm giác sờ nó vô cùng mềm mịn. Một xíu nữa mình cho bạn xem cái da microfiber là da gì. Còn đây là một chiếc ghế massage sau khi trừ khuyến mãi đi, sau khi trừ khuyến mãi đi thì nó sẽ chỉ chưa đến 30 triệu, chưa đến 30 triệu, hơn 20 triệu, chưa đến 30 triệu. Chiếc ghế massage FC666. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái động cơ của nó sẽ là động cơ đấm, đúng không ạ, 3D. Nó massage đấm cho mình từ phần ngang đùi nhỉ? Từ phần ngang đùi lên tới tận đỉnh đầu ạ, lên tới tận đỉnh đầu đây, từ phần sau đỉnh đầu đây. Đó, thì cái khác biệt lớn nhất của nó là gì ạ? Nó là sử dụng động cơ massage 3D. Tức là cái động cơ đấy nó sẽ chênh lên khoảng gần 10 triệu so với một chiếc ghế massage ở bên cạnh đây. Thì tôi hy vọng rằng là tôi làm một video chia sẻ với bạn như này để các bạn có thể hình dung ra được nó là gì ạ? Nó là nó khác nhau như thế nào, nó khác nhau ở cái công nghệ, đúng không ạ? Nhưng vẫn là một cái công nghệ như này. Thì đây là một chiếc ghế rẻ tiền rồi, một chiếc ghế vừa tiền, nhưng vẫn là một công nghệ massage 3D như này. Nhưng có những chiếc ghế nó lên đến 6-70 triệu. Thì cái công nghệ massage 3D nó cũng có rất nhiều mức giá, mà không phải là cứ 3D thì là bấy nhiêu tiền, đúng không ạ? Không phải cứ 3D thì là bấy nhiêu tiền. Nó giống như một chiếc xe ô tô ấy, một chiếc xe 2 chấm, đúng không? Động cơ 2 chấm, một chiếc xe động cơ 1.5 hay 1.0, đúng không? Nhưng 2 chấm nó có rất nhiều loại 2 chấm, đúng không? 2 chấm turbo tăng áp,
hay là hai chấm động cơ cải tiến như nào đấy thì nó thuộc lĩnh vực ô tô. Thì cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn đó là gì ạ? Khác biệt lớn nhất ở một chiếc ghế massage 2D và 3D, một chiếc ghế massage dưới 20 triệu và dưới 30 triệu nó khác nhau ở cái động cơ đấm của nó. Và chất liệu da của chiếc ghế này nó sẽ mềm hơn một chút, bởi vì là cái tiền chúng ta đầu tư thêm đến đâu thì nó được gia tăng giá trị lên đấy, Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào nữa thì cứ đặt câu hỏi nhá, tôi sẽ trả lời hết cho bạn bằng các video. Tôi rất là bận nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian để trả lời cho bạn đầy đủ qua các cái video để các bạn có thể hình dung hiểu rõ hơn được về ghế massage, đúng không ạ? Nhớ follow và chia sẻ giúp tôi cái video này. Tôi vô cùng biết ơn các bạn. Tôi là Chu Huy, xin chào bạn. Bye bye.